Hôm nay là cuối tuần, Yuki sẽ được đi chơi. Trời ơi. Yuki đi đâu á? Yuki chuẩn bị đi chơi. À đi, à đi. Yuki chuẩn bị đi. À đi con. Chào mọi người đi. Hi. Yuki đi. Yuki đi tốt tôi đi, đi rồi cát chơi. Đi thứ bảy đi, ở lại chủ nhật về. Có đủ thêm cái gì đi nữa? Có một gì như cò bầu. Mày đi chơi. Nhưng mà gì như mình nhân. Đây mẹ Yuki. Nè. Bắt lên đi. Mặc cái đầm mà sao mày mà xè chứ vậy? Cho anh mình lấy xe ngủ được. Cái gì thế? Mày chùm đầu mày ngủ. Mày hỏi chứ bắt là gì? Bây giờ đang quay lên YouTube. Yuki hăng hái quá Yuki. Như đang dính màu son. À cái bạn nó ráng gọn rồi, bạn tốn tí vậy má. Không phải đâu. Rồi mẹ đã chuẩn bị hết rồi. Bắt lên hết đó hả? Rồi đã quá trời luôn. Đi có một ngày mà giống như là đi một tháng. Đi chơi mà giống như là đi nghỉ dưỡng á. Trời ơi, mới mua điện thoại mới. Mới mua điện thoại mới không rửa nè. Thế nào không hư? Dẹp lẹ. Ông cù là hư đó. Mất không? Không phải mất. Cái này rẻ o mà. Ít S thì ít. Ủa, nãy giờ tôi nói thôi cũ. Ít S thì ít gì? Hai cái. Ít S hả? Đẩy ra. Rửa đi chứ không là hôm nay thấy nào cũng thương à. Xin chào, mình là đẩy ra nhưng mà chưa có người yêu. Đẩy ra chưa có người yêu. Ai muốn yêu đẩy ra thì... Ô đau hả mét kiểu. Quay một top chậm trễ. Hẹn 11 giờ đi, bây giờ 11 giờ. Trễ có 2 phút. 2 phút cái gì? 11 giờ là xuất phát chứ không phải là 11 giờ bắt đầu lên xe nghe chưa? Chị, cãi nữa. Ồ, mất một đầu đẹp quá à. Anh cũng mất một đầu đẹp nữa. Sướng sướng. Mất 19 tuổi nha, mất 19 tuổi chào ơi. 19 tuổi đây, 19 tuổi. Tôi vừa tới. 19 tuổi mười mấy năm trước hả? Ê, giữ Yuki lại. Để nó mất mặt mỏ mặt. Ủa sao? Thôi bại lắm. Chị, chấm nắng đúng không? Mất mình lên ngồi kế mà sư nó cứ dậy thôi. Thôi trước đi rồi. Hai người ngồi sau với lại là một tên Osoi. Mít cháu Osoi. Đi nghỉ nhập qua này. Có gì mốc nè. Gì mốc không kịp make up nữa. Gì mốc make up sướng sướng. Gì cấp ủa lộn. Gì mốc. Gì mốc làm tiếp đi gì mốc. Thôi gì mốc làm xong rồi. Xấu hổ. Đó chứ xong rồi còn mascara thôi à. Nói chứ xong rồi còn mascara thôi. Xong rồi xong luôn chứ. Đâu quay đây coi. Không chị gần quá thấy mụn. Đẹp ghê không. Xấu hổ. Bây giờ mình đi phượt. Đi phượt mình phải đi đường trường mới vui. Đi phượt thì mình phải dùng kem chống nắng. Trời ơi, ai mượn quảng cáo đi trời. Cái hiệu này của gì vậy? Shiseido. À Shiseido thôi, gì lệ là quảng cáo mẫu. Gì lệ hôm nay không có make up nha, mặt mộc nha. Ôi, Yuki đang xem kem chống nắng và gì lệ. Body con. Giỏi quá. Rồi. Còn đây là bà Quân đang lái xe. Lái xe. Nè tim người ta màu vàng nè, tim màu vàng nè thấy chưa? Ủa tim mình vẫn màu dữ ta. À bên đây là xe của đối phương. Ủa rồi. Được không thấy xe này nè. Đó. Giờ mình sẽ đi vào vô lại vô luôn ha. Còn mình đi để mua đồ ăn ha. Đây em ăn cái gì không? Em vô mua không? Em có. Sáng em chỉ có ăn cái gì đâu. Sáng em ăn rồi. Ủa, ăn rồi luôn. Dưới vậy? Em cũng ăn rồi chị lại. Em dưới không có chơi ngày hôm qua mà. Hồi nãy em không có ăn. Ừ. Rồi, bây giờ ghé vô cửa hàng tiện lợi để mua mấy đồ lặt vặt. 7-Eleven. Xe của mình, xe trên bộ. Ủa, không có hả? Công hello à, nè mười tay sole đặc kê bé này là mới đi ra kinh ra còn kia anh phải nói là mới đi làm ca đêm ra ca đêm nhưng ra. Mà nó mới ra vẫn... nó mới tan ca lúc 9:30 bây giờ nhưng mà vẫn rất là xinh đẹp và đang rất là xinh đẹp nó thấy gớm luôn không còn hai đứa kia nó đi gì gì hay là đi ra kinh ai nói đi ra kinh luôn không con kia kìa con kia đi tây gì mày à ô sô ở bên
Ai đâu uống gì? Nước sốt trên 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 xe có chai à? Này cũng ngon nè. Không nhịn được. Anh lấy đi. Cái bánh mua cái bánh đi ở ở trên xe có bánh nhiều lắm. Cái gì? Anh vô kia. Để xong rồi, chị lại. Cái bánh này dài mà anh không cho vô kia ăn á. Thì ra còn kém hả? Đây nè. Anh lấy đi, em lại em mua bánh bao nha. Anh ăn chút chút hay là... Thôi, ăn chút chút đâu, đừng ăn chút nữa. Chút chút, bữa ăn ớt thì ngon. Em lấy nước không? Lấy ly lò cà phê đi. Anh lấy đi, em uống vậy. Mua cà phê uống để chạy 3-4 tiếng rồi ngủ. Mua cà phê uống rồi. Cái buồn ngủ lắm rồi, nhưng cái sáng dậy sớm mà. Cái cảm gì á? Cái gặp kém trọng nặng gì? À, ăn cơm nắm không? Anh đâu có ăn gì đó. Mua. Cơm cá ngon á, đừng cho em ăn mayonnaise nữa. Hả? Rồi thôi. Cái đợi tay mang kia luôn. Nãy thì sớm quá mà. Nãy mới 7 giờ mấy dậy rồi. Ủa chị mua cái tiếng sữa chị bư vậy? Cái kia á. Dâu quá hả? Dâu quá hả? Ừ. Phải không? Ừ, cái đó dâu quá. Đổi rồi không anh? Cái đó đổi rồi. Rồi mày đang xài, có lẽ khác tới 10 giờ chứ còn mà chỉ gắt thành nè. Nãy đổi đi. Nè, anh lấy sữa tôi đi, em đâu biết đâu. Mua mà cũng gọn nữa, mẹ mua cái này mình mua sữa, cái này chua chua, yogurt. Okay, bên này uống sữa này nè, nửa sữa bột, nửa sữa tươi, uống chuyển dần sữa tươi. Giống như ống lượn trong công viên nước. Giống như ống lượn trong công viên nước thì bộ. Nói gì nói anh ra chạy nha. Đừng bận tao rồi. Đừng có làm gì cũng vui vậy. Đó, giờ mình mới xuống dốc còn nãy mình lên dốc. Thôi. Má ghê quá, chỗ này ghê quá. Ghê quá, từ từ chạy đi. Ghê cái gì đường nó ghê chứ anh chạy bình thường mày. Mày bạ không? Đường nó ghê thôi chứ anh chạy đàng hoàng. Hay không mà chị thấy xuống đỡ hơn lên chứ. Thôi anh lại thích lên. Em thích lên hơn. Xuống thì hiểm hơn. Thích lên hơn. Xuống, xuống mất dễ. Xuống mình đập thắng. Nhưng mà thôi. Còn lên dễ hơn. Hạnh khít, lên mới hạnh khít. Đúng rồi. Xuống cũng ghê lắm mày. Mày
vậy chứ không có xuống. Giờ cái tay vậy là cắt luôn rồi lại. Sao vậy? Ôi mày lụa. Áo mày. Không cần lấy xe hơi mất. Giờ cao lên. Quay mấy cái thông mới. Đi đường này là đúng rồi, tao đi còn sụt sức, bực về mệt quá, con đốc. Vậy lúc đó con mình anh mệt hả? Mẹ phải ngồi căng mắt anh. Thì tụi em sẽ chăm sóc anh. Cổ vũ. Mua nước cũng không phơi, đồng bánh trái nhét đầy hậu anh, chăm trọng nha. Dạ. Chị bị hết cần cho mọi người chung ra mắt. Kỳ sao vậy? Nhà đây không cho ông ngủ hả? Vậy là nó bỏ đói luôn. Tới nơi rồi. Yuki đã đuối rồi. Tim màu vàng gì đây? Còn đứa đó đâu rồi? Đây. Tim màu vàng. Rồi mình sẽ xuống xe. Rồi, xuống xe đối diện cũng tới rồi. Tới rồi. Nè mưa ta. Nãy mày có bị đuối ngay chỗ đèo không? Ôi, em có biết đèo là cái đèo gì đâu. Nó chạy vậy nè. Em biết đèo ở đâu đâu. Đèo đẹp không? Đẹp con khỉ á, chạy nguy hiểm chứ đẹp cái gì? Đèo mà. Hello. Chạy vậy nè, thấy đường dính chắc vậy nè, chạy bo tròn. Lớp cho Hải Vân, anh đi chơi Hải Vân chưa? Chưa. Chưa hả? Anh chưa ra ngoài đâu. Mà chơi Hải Vân đi. Đi đi. Đây, trời ơi, sao mà trang điểm đậm như vậy? Sương sương. Đậm quá, trang điểm đậm quá. Mặt mọc. Không trang điểm. Mặt mọc nha. Kêu mất chia chân lại em đi. Trời ơi. Ê, không có đứa nào xách vali xuống bay.
Ba quay phim mày còn bắt nó xách vali sao nó xách được. Thì phải lấy xuống chứ. Phải lấy vali xuống chứ. Anh ơi đâu cần đem đồ ăn lên trên trển làm gì? Thằng ăn đem lên đi chứ để dưới này cũng có ăn đâu. Sữa của con rồi. Nêu đi lấy đem xuống. Nêu hết lên đi. Nó nhìn Hương giống như là hơi chấm số, chấm số. Thách phụ mẹ ra. Rồi không kéo cái kiến lên quay. Thiệt tình tụi mày luôn. Bây giờ mọi người tập trung lại nha, chuẩn bị vào khách sạn nha. Đi coi coi coi. Đi 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 mọi người đi đi. Ở đây nó có giao biển. Ở trên núi đó còn tiếp. Giao biển đây có giao biển. Thời gian này là khoan thời tiết rồi. Nhưng mà rất tiếc là về thời gian này bị thời tiết khoan. Chu Chi à? Ê, có mặt Chu Chi à? Có cái mặt Chu Chi kìa. Lạnh lạnh nhé. Cái mặt Chu Chi. Phải lát nha, đi vô check in đó nha. Bắt đầu nè, xanh gì mà? Xanh gì mà? Và ta chỉ có tham gì vô cho tôi sợ. Tiếp tục đi cửa. Thay đổi thấy thế này. Nana Tokyo. Yêu kiều đó, yêu kiều là không ăn gì vậy? Thôi mở cửa đi. Cái chìa khóa. Chìa khóa này em đưa ai? Em đâu cầm chìa khóa rồi đâu. Ủa? Đây nè. Rồi mình được chích kinh. Mình được chích kinh với cái con nữ. Chị ơi, không quá sức kèm chìa khóa được. Là sao? Mở cửa không mở được hả? Làm đi. Không, nó cũng không mở được đâu, nó cũng bắt phụ. Có ấn gì không? Làm đi. Số mà. Làm đi. Đi cái hè nào. Hắn tay cho. Hắn tay có chi, có chi. Xong rồi mà. À kết tệ xong rồi mà. Ok. Anh qua làm giúp đỡ đi anh. Bà gà đúng. Cô chi nào gà ra. Cô đánh hăng tay à? Một cô hăng tay. Một cô xin là cả thằng. Cho anh xách đồ vô. Này bỏ trái mà ông nội. Mở đèn em phải bỏ cái cây đó vô á. Bỏ cái cây á. Rút cái đó là bỏ cái cây vô nó mới sáng được. Hết tay rồi. Bỏ cái cây đó vô. Đâu có cái nhà đâu. Có chứ. Đó là gì không, không có. Nè đốc cây vô đi in nè. Cây vô. Mày không biết chích kim gì hết trơn. Đi khách sạn bao nhiêu lần rồi? Chưa có đi, hiểu không? Chưa đi không biết. Đi cái này. Ôi cái phòng này trời. Để bạn có gì không nè. Nè bỏ vô. Để mình cõi quên chìa khóa nó làm gì. Để mình cõi quên chìa khóa đi phòng á. Mình đi ra phát cửa. Ủa? Phòng 2 người đó. Một giường. Thích quá hả? Gì đâu có ngủ chung được. Ừ. Vậy mà anh tưởng đâu là mỗi người giường chứ. Em nói gì vậy? Bình thường á. Còn nhỏ à. Lúc mình check-in mình cũng không coi kỹ nữa. Còn nhỏ. Còn đắng à. Có tivi. Tivi nè. Tủ lạnh không? Tủ lạnh không có gì hết. Tủ lạnh không có gì hết. Có bình nước sôi luôn. Đây view xấu quá. Thấy núi mà. Như view này không thấy đường. Bây giờ tầm 11. Mọi người. Em móc áo lên. Cái áo. Có cái sắt.
nhà vệ sinh coi. Ngoài nhà tắm luôn, có nhà tắm, nhà vệ sinh luôn. Nhỏ quá ha, nhà tắm nhỏ quá. Mà khách sạn này có 3 sao mà, nên... Vậy là đúng rồi. Khách sạn này có 3 sao mà. Dạ anh chờ anh chạy qua kia nha. Anh chạy qua kia đấy. Bên kia làm gì anh? Để coi phòng bên kia nó khác gì không? Để mình coi phòng bên mình có khác gì không? Thầy hay à? Bên tựa thầy hay à? Chí chay nữa hả? Và tao sẽ nói còn sashimi tada futachu ataru. Nó nhớ được không? Đắp vừa được là đó. Đắp vừa được của đấy, của đấy. Ta phải là single đó ta. Cô đây đáp được. Ừ. Chúng ta chưa trả lời được. Số tờ là sạc vô niên vô niên mười điểm. Cô đây nắm cả giá suy. Nắm cả được cái gì? À sao mà có? À sao mà? Yêu で、なんなんぼ食べても他にも50個ぐらいある。いろんな食べ物。朝も。さっき入れないか聞かれたけど、いらない言うと。どうする？また予約するよ。予約もまだできるから。うん、またみんな相談してからね。うん、1500安いな。今日言うたら1300。明日言うたら1500。なんぼ食べてもいい。うん、食べ放題。食べ放題。安いもん。安い。安いな、確かに。でも朝からそんな食べれる？うん、7時からだろ。けど、早く出ないと雨降るから。だから、うん、こんな時間出ないと、うん、遅くなったら雨降って写真撮れない。ちっちゃい。いや、ちっちゃい。安いならね。寝るだけで大丈夫。寝ないかも。寝ないかも。何をする気？帰れないよ。寝なかったら帰れない。Yuki cầm gì? Yuki cầm gì? Cái đội nó kỳ vậy? Hanh. Để thế nó đừng có định kéo xuống nó khó chịu. Yuki, nó mà chỗ đấy. Đang đặt ăn sáng. Ăn sáng. Một người một xem ba. Ăn gì nha? Cái này nha. Tại vì hôm nay ăn hải sản. Em thấy một sò, cua, cá. Chắc cá sẽ được nhúm một xíu quá. Tại hôm nay nó tiếng rưỡi cũng ăn như ăn chứ. 50 món. Mấy giờ ăn vậy? 7 giờ tới 9 rưỡi. Ừ. 2 tiếng rưỡi rồi. 7 giờ. こちらが領収書でございます。ありがとうございます。何遅いな。失礼しました。Khi mà đã đợi đi, đợi mấy chị quần luôn đúng không? Của mấy chị là gì ta? Đợi mấy chị nha. Bác ơi, em bỏ quá em không bóc chị. Em chịu khóa quá.
もしなくなったらなくなったらお母さん働いてるなあなあお金ないがまだ給料もらってないなあ高いじゃないかな高いやあ来たいこいこ5人目なんせなんせなんせ anh xuống rồi cái chân ba y cơ vàng đấy ừ đúng rồi vàng y sợ y sợ y sợ cứ nước bực nè cứ nước bực cứ rồi cứ rồi kilo 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 đi đi y cơ đi ra xe lấy cái xe cho Yuki đây thì lấy xe đấy cho Yuki trời ơi sang chảnh thì cầm thay thì mở cây nhà xe mà dưới gần mình ăn hỏi con nè nó nói chị dục mất rồi đủ thừa nữa nó chỉ dục cái bà đồ thừa chứ sao giờ mình đi nha giờ mình đi viện bảo tàng giờ mình đi ăn đi đói bụng quá chịu không nổi luôn á đánh nhau phải ở vùng này là tôm rất là cua rẻ sáng ăn 50 món trên ba kìa vậy hả sáng mai 2 tiếng rưỡi ghê à masamate giờ cha đi lấy xe đẩy cho Yuki. Cha lấy xe đẩy, ăn bỏ Yuki lên chứ đâu có ổng đi bộ nổi. Ý dồ. Mày cầm thôi cho đừng lắc màn hình quá khó làm phần như không. Anh muốn cái bánh này không? Sao bật được, cha bỏ lên cho cha bật đi. Đeo hèn đi, anh đói bụng anh ăn. Múp múp chạy theo Yuki đi múp. Rồi đúng không? Đúng không cha? Chạy đúng xe của ma sư nên phải giá cao lên vậy đó. À, giờ phải bỏ Yuki lên thôi. Đi. Okay. Mấp bỏ bóp đây này đỡ nặng mấp. Anh nằm nó lên xe đi. Cháu ngồi xe đi mỗi chân với cha luôn. Rồi em nhát túi vỏ ở dưới đất đấy bắp. Cháu nằm ngang rồi em nhát. Được, được. Anh cái bánh này nhảy này luôn nha. Ừ. Rồi đi. Đi cơ. Đi cơ. Đây, đây, đây đi. Nó không có mùi. Khách sạn này nó không có, nó có bãi đỗ xe nhưng mà tốn 500 yên một ngày, nhưng mà nếu mình lấy xe ra có khách khác vô chỗ của mình là mình không đậu được, thì mình phải kiếm bãi đỗ xe khác, nên nó không có đảm bảo cho mình là mình tới khách, mình tới dưới thì mình sẽ giống như là mình sẽ giành được cái bãi đỗ xe đó, nhưng mà mình muốn phải trả tiền cho nó, bất tiện nên giờ đi bảo tàng thì ở gần nên mọi người đi bộ, rồi lát nữa sẽ ghé cho đó ăn luôn rồi về tối về khách sạn. Thật tiếc bây giờ ngoài trời đang là 13-14 độ, hơi lạnh. Giá nó cũng mắc lắm nên cái phòng nó không được to. Một phòng đó là 7.5 sen yên là 7.500 yên. Hai phòng là hồi nãy mình đặt tổng cộng là 4 phòng.
xe qua nha. Bốn phòng là ba mang hơn, tại vì hai phòng kia đặt sau nên nó mắc hơn chút. Bởi vậy nên muốn đi chơi đâu rồi mình phải đặt phòng trước. Đặt trước càng lâu thì nó giá nó càng rẻ, còn cái cận ngày nó khi mà khách nên đặt nhiều thì nó tự nó lên giá. Nói chung lên không nhiều nhưng mà cũng bất tiện. Bây giờ mình sẽ đi bộ. Ở thành phố này cũng lớn. Ở phía trước là ga Tottoli, ga tàu điện, ga JR. Như nói ở trên ga này nó cũng có Shinkansen. Để đi cái này, cái bảo tàng cát. Cái này mấy cái này là làng cát hết luôn, cát biển á. Thì mai mình sẽ đi ngày hôm nay mình sẽ đi cái cát. Ngày mai mình nghỉ ngơi khỏe khắn rồi đi. Nghệ nhân người ta làm rồi. Mình đi cắt kiến trúc này tặng khác không luôn. Đây là bạn của em. Ờ, bạn mày đó. Ừ. Người đã sáng lập ra toàn bộ tranh cát ở đây. Bạn mày. Ngày mai đi là miễn phí vé lại bạn nó làm trong á. Không. Mới cãi nhau, mới cãi nhau. Giờ đi vô bảo tàng. Vô bảo tàng mà đóng cửa không cho vô. Giờ lại khu của nít chơi đỡ. Yuki chào ông cười chưa quá. Đái lấy đôi giày mang vô kia giùm em ấy. Ở dưới cái xe. Yuki chào. cái này mắc cười nhất nè.
Trong được nên giờ đứng dưới bảo tàng cái này nó cái là cái đồng hồ 5 giờ nó báo chuông mà mình thấy cái này nó bé đâu không thấy nó lớn chẳng lẽ nó cứng đầu này nhiều người coi đó. Giờ 6 giờ kém, 5 rưỡi, 6 giờ kém. Bây giờ mọi người sẽ đi ăn, đang kiếm quán ăn vừa rẻ mà vừa ngon. đang kiếm thấy quán ăn ngon rẻ nhưng mà chưa thấy không có ngon hay ngon nữa. Lại coi giá rẻ không thì vô, mắc thì nghỉ. Mình đi theo kiểu đi du lịch bụi mà. Du lịch bụi. Đó, ngày mai mình sẽ đi tới đó. Ngày mai mình sẽ đi tới đây nè. Đây là đóng cửa rồi. À, mời vào nè, mình ngồi vào trước nè, mình đại gia vào trước nè. Bác sĩ tật tiểu kinh. Ôi trời ơi. Hãy chị đi. Chắc đồ mua chút rồi. Chắc đồ sách kìm mua dân bị bay hết. Bay không đủ, chỉ có 4 người thôi, 8 người không đủ. Bây giờ 4 đứa ăn, 4 đứa nhịn. Đi. Ăn xong rồi đi ra. Không được, nó không có bàn để tách. Có nghĩa là chỉ có 4 người thôi. Hay vô nó tiệm men ăn đi, nhiều khi chưa chắc đã có chỗ luôn á. Ừ, tiệm men này. Anh nói thiệt chưa chắc đã mình vô đã có chỗ luôn. Đó nữa, xa quá. Bây giờ hết quán rồi. Thì ăn đây luôn đi, ăn tại đây đi. Quay vô quán bít tết đầu tiên nãy hả? Tại mấy cái quán thường nó nhỏ. Mặt bằng của nó nhỏ nên đâu có. Sáng hồi nào mày có. À sao không hỏi nó thì nào. Sao nó biết được? Người ta ăn xong hồi nào là nó ra hồi đó chứ. Đi đợi. Vô lại chỗ này đi. Cây cút rồi. Mà đợi nổi không? Thấy tụi mày nhăn mặt quá mà đợi cái gì? Khoan để vô chỗ này coi hỏi có chỗ ngồi không? Mà coi giá rồi đó. Mày tê được rồi đó. Bộ chi vậy nè. Bán hết con bán á. Ai thì nó có loại vô thì có giá là được. Tôi đi đây.
thôi đấy không? Được mà, ăn được mà. Chỉ ăn được mấy món này thôi, mình kêu cơm ra. Có cơm, anh nghĩ là có, quán ăn thường sẽ có cơm. Đại đây đây, nó hết nhỏ nữa. Vô hỏi cái đã. Hỏi gì? Hỏi còn đủ đủ chỗ. Đủ mà, đủ mà. Thôi, vô luôn hay sao? Vô đi, vô đi. Đổi rồi. Ngồi vô. Ngồi ăn gì, ai muốn ăn gì tự kêu. Vậy đi. Có để cộng đi, cộng muốn. Hachininto, kodomo, hitori. Đủ chỗ mà. Quán này rộng mà. Ra không được rồi, tán tài. À, hay. Bóp này đâu? Khi ngủ rồi, khi ngủ quá ấm lên luôn. Ngồi trong đi để Yuki ở ngoài. Yuki lấy đi. Ngày trái Yuki ngồi có sữa mình ổn định đi, mình ổn định đi. Vô rồi, không quán nào cũng không đủ chỗ hết, đi nhiều đông quá không đủ chỗ. Bao nhiêu? Thế cả kỳ. Cái này là sụn gà. Sụn hả? Sụn á. Cái này mới thịt gà, cái này thịt gà chiên bọt mà. Cái này. Cái này bắp bì chiên cà rai. 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 Bé ăn nửa bánh tết, anh ăn nửa bánh tết, ăn nửa mì thì gấp ra, kêu thêm cơm, ăn cơm không? Con cơm hò ăn người hãy thử đi. Ăn cơm không? Ồ, vậy kêu cơm bự nha. Tôi bảo thích tôi đi. Vậy lấy cái thêm mì hãy thử đúng không? Rồi lấy đâu có chia ra gì đâu. Có cơm không? Anh hỏi được chưa? Cái gì phải có chứ? Sao ra đó? Tôi cười lên coi. Tôi cười lên coi. Đấy, đang cười méo mỏ. Bây giờ mình mới được ăn nè. Ăn ăn cơm không nè. Anh ăn hết dành hết phần ăn mình. Em có muối ớt nữa hả? Bò bít tết. Gầy lắm, chịu ăn gì không? Mới ngủ dậy gầy á. Cơm ngọt ha, nãy giờ mang máy học rồi đó. Cái gì? Rồi, ngon rồi. Còn đêm ngủ chiều qua hả? Hôm nay cô đại đâu? Tối hả? Đang chơi cái đó, em đặt cái đi. Giống như là nó đang đi. Mấy ngày nghỉ là em mới
mình làm cái bên giường của mình mà không hết bạn nhiều gia đình nó làm hoài mà cũng chưa xuất sắc bình thường. Buồn đó, đồ ăn ra trẻ buồn. Đang đói. Có làm cho pizza. Nào vô. Chưa no. Chưa no luôn hả? Đang mua bánh bao ăn. Đang để pizza, Yuki mới dạy Yuki không có chịu ăn. Chị đang đây Yuki gặp ai cũng nổi nóng hết. Không chịu ăn gì hết. Cái gì? Trong sinh một quyến chị đây. Cắn đi, mềm mà. Mềm lắm mẹ. Mềm lên theo à, không cần phải dẻ đâu. Rồi, về tới phòng rồi. Đây, về rồi. Đây, Yuki cũng đang mệt mỏi lắm. Ngủ rồi. Phê rồi. Ông đừng có ăn. Cái gì? Đưa đi mấy thứ. Tạm biệt nha nhỏ. Nhà sao kia đi tạm biệt đây cả là ăn tổ để nó mua. Ủa cha ăn mua à? Ăn mua à? Nó đợi mua á. Tôi nghe nhớ không? Mấy chiếc đây uống mày. Uống ngon mày không uống. Chiếc đây ngồi chơi. Để mà đó ngồi với em. Sao chẳng hay cơ. Sao chẳng trời ơi. Chị đèn mời. 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 Đồng bên đây. Đồng bên đây. Sức bỏ cho mấy thứ vô ngồi. Mấy thứ đã thở. Có vợ rồi, nó sợ một cái lệ. Thì sao nữa? Thà gán sợ lệ chê chứ gán. Sợ lệ không sợ lệ, 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 sợ lệ. Đó. Bữa nay không ai ngăn cản bà hay đi. Các ơn lầy xuống, rửa mặt nãy nhanh. Ê, cô nhìn cái này nó dai, nó dướng cổ, nó mắc cổ nha. Để nó ngắn là kìa, nó dồn vô kìa. Nó cắt không đứt á, cái kia nó dướng cổ, nó cắt không đứt á. Đó, thấy chưa? Bấm ra đi, bấm ra đi. Chị em chưa gì không? Chị có ba không? Nhân nhau chơi. Mẹ đưa nó đậu nè, bấm nó quên nó đậu nè. Đây ăn đều rồi ạ. Nước này để lát nữa uống. Mình bóp con ở đâu không vậy? Vô cho nhiều kiền ngon cũng vô vậy. Dạ. Không ăn còn bự gấp đôi chứ ha. Xé thịt ra đi. Xé thịt ra đây. Xé thịt này ra mà đổ vô. Xé. Bự quá. Cái bự đây nè. Bự rồi. Ủa mình cũng có bệnh tao, mình nhiều bệnh lắm mà. Đây nè, ở đây tao có sọt gác, mình bệnh gác, mình bước nữa. Ăn cái tóc bàn lắm vậy. Bà sư á. Thấy nè. Một con thấy thôi đi chứ.
bánh cho Yuki.